Rồi bây giờ ai làm? Rồi mình tiếp đi trước luôn đi, mình được đà làm luôn. Đi về đi. Mình được đà làm mưa làm gió luôn đi. Không, khoan, diễn ơi. Rồi. Em diễn quá. Mỗi người diễn con mà. Em không dễ đi. Dễ. Mấy thời gian bao lâu? Thời gian bao lâu? Rồi. Lạc đà. Đẹp viên nè, đẹp viên nha. Trời, có hai cục bún nữa. Trời ơi, tới vậy rồi. Hai cục bún là hai cục bún. Tôi có thằng lặn mà cũng biết, con lạc đà. Ủa sao lạc đà cũng lúc biết được theo lần đó. Có, nó có luôn. Lạc đà phun nước miếng. Ủa lạc đà có phun nước miếng hả? Có phun nước miếng. Nước ở trong bún mà. Đây cái này anh đưa em. Coi như là xong rồi. Trời ơi, lên thành giỏi hình thể lắm á. Khoan. Cá. Bao nhiêu phút rồi? Khác đi, thêm cách khác đi. 10. Con rắn. 9. Sai. Đúng rồi. Con rắn. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Trời ơi, không tắt con này là con. Giờ anh cho nó to hơn. Em nhìn. Ok, em nói trước ha, con kiến. Chính xác. Rồi, lẹ quá. Chổi dữ trời. Trời, thì đúng rồi. Giờ này là chán rồi. Tụi tôi chơi giờ này là chán lắm rồi. Bỉnh thiệt luôn á. Qua đây. Trời, em giờ còn khó. Đúng rồi, còn. Thôi, con nói dễ ồn. Dễ ồn. Rồi. Dạ, em con này con dễ xí thôi. Rồi, tính ghê. Trời ơi. Anh ơi. Đây giá. Trời ơi. Lên lên. Trời. Mày lên. Mày điểm nha. Chứ là mình không gỡ được coi. Có 6 điểm rồi. Sao tự đau tim vậy? Tim đập mạnh. Oh man. Cái gì vậy? Có gì vậy? 8 hả? Đâu. Ôi, 8 cái chân, 8 cái chân, 8 chân. Rồi, biết rồi, bà tuột. Đúng không? Tiếp. À, cứng. Cái gì vậy? Sao mà anh buồn vậy? Biết ông định làm cái gì luôn rồi đó. Sao anh không chỉ một rồi hả? Có vậy sao? Chỉ một rồi quá. Không đi sót. Đùa trắng tay. Nói chung là sau khi tổng kết không cần phải cộng nhiều bởi vì cái khoảng cách nó cũng khá xa.